trời đầm mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn thì anh tự nhiên thánh thơi. Tháng này có 30 ngày. Hôm nay là mùng 10 rồi. Mà 1 giờ 25 nghỉ. Một tuần được nghỉ một buổi. Nhìn xem nào, tổng cộng là 3.9 triệu. Yeah! Tha hồ bánh và chuyện tranh rồi. Đang ung dung trên trời đã mây xanh hôm nay xuống chơi. Em hôm nay hơi buồn thấy anh tự nhiên thánh thôi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Ê! Hey! Làm gì phải để ý chứ? Sếp à? Tưới nước phải cẩn thận chứ, nhớ có khách vào thì sao? Xin lỗi sếp ạ. Em xin lỗi sếp ạ, em xin lỗi sếp. Nào. Ăn gì đây? Khăn. Em chào anh chị ạ. Hai nghìn. CV mà cầu kỳ anh nhỉ. Mẹ anh GP đẹp phết đây này. Hợp với quán mình quá còn gì. Làm đi ông. Uầy, giống em. Thích hai khuyên này. Cho anh mượn bút. À. Nhìn cái gì? Thế con thích người sắt hay là người nhện? Người sắt, bởi vì người sắt bay được mà. Ta-da! Năng lực thì bình thường, nhưng mà ăn chơi hơi sớm đấy. Bây giờ em mà nghỉ học ấy, thì mẹ có bảo gì không nhỉ? Ôi này, chuyện nghỉ học không phải là chuyện nhỏ đâu. Phải suy nghĩ thật kỹ đã. Thì trước tại mẹ có em thi trường này em có muốn đâu. Bây giờ đi học à, chẳng cách nào cực hình. Chẳng có chuyện nào vào đấm hết. Thôi, cố gắng lên. 3 năm rồi em còn qua được. Bây giờ chỉ còn 1 năm nữa thôi. Nếu phải thi lại thì chị cho tiền đóng là được chứ gì nhá. Thôi đừng có buồn nữa. Cuối tuần chị sẽ đưa đi mua đồ, ok? Nhưng mà cái nỗi buồn của kẻ trượt môn là nó sâu sắc lắm. Kẻ tài giỏi như chị, em có nói chị cũng không hiểu được đâu. Con bé này, muốn gì thì khai mau, anh lên. Chị sắp phải đi họp rồi đấy. Thế cuối tuần sau nhá, chị đưa em đi shopping này. Ăn đồ Nhật này. Chỉ những thứ đấy mới làm em vui lên được. Được rồi, vậy cuối tuần nhá. Chị Tần này, em cũng đừng bi quan quá. Hãy thử một lần yêu ngành mà mình học. Yêu thứ không phục của mình ấy. Nó ngang trái lắm. Nhưng mà cuối tuần đánh chén đấy nhá. Được rồi, thế nhá.